Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền về hình ảnh người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc trong pháp phục tu hành xuất hiện tại địa điểm có dấu hiệu ăn chơi và bị cơ quan công an kiểm tra đưa về làm rõ. Những hình ảnh lan truyền này đã gây xôn xao trong dư luận. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông trọc đầu mặc đồ giống nhà sư trong quán nhậu tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông này vui vẻ dự một bữa tiệc, tươi cười vẫy tay chào mọi người. Sau đó có hình ảnh người này ở cơ quan công an. Được biết, khi lực lượng chức năng kiểm tra một quán nhậu sân vườn ở phường 17, quận Gò Vấp, công an đã tiến hành kiểm tra, test nhanh đối với nhiều người nghi sử dụng chất kích thích và đưa hàng chục người về trụ sở. Trong đó có người đàn ông ăn mặc như nhà sư. Ông này sau đó đã được cho về vì âm tính với chất kích thích. Nhiều người đã nhận diện được người đàn ông cạo trọc, mặc đồ giống nhà sư, tên là Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ tại số nhà 174/13A, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông này là một tu sĩ giả danh, chứ không phải là nhà sư thật sự, và thường gây náo loạn mạng xã hội với nhiều phát ngôn, hành động phản cảm. Người đàn ông này thường tự xưng là thầy, tự nhận mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc và xưng là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương, thường mặc áo tu sĩ Phật giáo. Đối tượng có những clip phản cảm khoe mình đang ăn thịt cùng phát ngôn phản cảm, thầy chùa ăn thịt chó cực kỳ ngon, quá xá là ngon, hoặc khoe rằng vẫn ăn thịt cá bình thường, chỉ rằm mùng 1 các thầy ăn cùng Phật tử là ăn chay. Bên cạnh đó, người này cũng thường đăng các clip nói năng tục tiểu, tuyên bố nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khiến Phật tử bức xúc, phẫn nộ. Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi khẳng định, đối tượng Nguyễn Minh Phúc là tu sĩ giả danh, căn nhà số 174/13A ấp Láng Cát là nhà người này để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoằng Pháp Trung ương. Bên cạnh đó, người này cũng thường đăng các clip nói năng tục tiểu, tuyên bố nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khiến Phật tử bức xúc phẫn nộ. Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi khẳng định, đối tượng Nguyễn Minh Phúc là tu sĩ giả danh. Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Minh Phúc từng đến chùa Hoằng Pháp xin được ở lại chùa, cũng như xin chùa giúp đỡ việc ăn học vì hoàn cảnh gia đình của Phúc khó khăn. Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, chùa đã nhận Phúc vào chùa ăn học. Trong thời gian ở chùa Hoằng Pháp, Phúc có quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Tịnh Phú. Thượng tọa Thích Chân Tính cho biết, sau 3-4 năm, Phúc trở về nhà, nhà chùa cũng không biết chú Phúc làm gì. Một thời gian sau, chú Phúc có nói là thăm một số chùa ở nhiều nơi, sau đó thấy Phúc tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của người xuất gia và tự đặt tên là Thích Tâm Phúc. Đồng thời, chú Phúc còn tự nhận là trụ trì chùa Hoằng Pháp, tự in danh thiếp cho mình. Khi biết được sự việc, chùa Hoằng Pháp đã lên tiếng thì người này bày tỏ sự sám hối, đồng thời hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, sau khi đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan chức năng lên tiếng, người đàn ông này vẫn không dừng việc mặc đồ giống tu sĩ, tương tác với các YouTuber khác và tuyên truyền những thông tin sai lệch. Tuy nhiên, sau khi đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan chức năng lên tiếng, nhiều người cho rằng việc ông Phúc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và mặc đồ giống tu sĩ có thể gây ảnh hưởng hiểu lầm đến hình ảnh của các tu sĩ Phật tử chân chính. Trước đó, vào năm 2019, ông trùm của đường dây ma túy Thơm, Tư Tần đã trốn nợ sang nước ngoài và bị công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giúp sức cho Thơm là gần chục đối tượng cộm cán sinh sống ở nước ngoài, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, tính chất đặc biệt phức tạp, C04 xác lập chuyên án mang bí số 322D để đấu tranh khám phá. Trở lại thời điểm cuối năm 2021, qua công tác nắm địa bàn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Thơm, tên thường gọi là Tư Tân, 36 tuổi, ở Đồng Nai. Năm 2019, Thơm trốn nợ sang nước ngoài, bị công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, tính chất đặc biệt phức tạp, C04 đã xác lập chuyên án mang bí số 322D để đấu tranh khám phá. Sau khi xác lập chuyên án, C04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, tăng cường lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh triệt phá. Đi sâu điều tra xác minh, ban chuyên án phát hiện đối tượng Dư Thanh Thủy, 53 tuổi ở Tây Ninh, là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Thủy có mối quen biết với Nguyễn Văn Thơm từ trước. Sau khi Thơm đặt vấn đề cần người vận chuyển ma túy từ biên giới về thành phố Hồ Chí Minh, Thủy nhận lời. Sau đó, Thủy thiết lập mạng lưới vận chuyển ma túy gồm Trương Ngọc Điệp, 36 tuổi ở Tây Ninh và Đoàn Kỳ Tâm, 64 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủy có nhiệm vụ điều phối, cảnh giới và đưa Điệp theo đường tiểu ngạch sang Campuchia nhận ma túy. Ma túy được Điệp gùi qua những cung đường biên giới hẻo lánh vào đêm tối rồi chuyển về Tây Ninh tập kết. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Thủy hưởng lợi 200 triệu đồng, còn Điệp được trả tiền công 80 triệu đồng. Ngày 13 tháng 5 năm 2022, trinh sát phát hiện Điệp nhận lệnh đón khách từ Nguyễn Văn Thơm. Đúng nửa đêm, Điệp vượt biên đến địa điểm đã hẹn trước để nhận ma túy. Sau khi vận chuyển ma túy về Tây Ninh, Điệp tiếp tục dùng phương tiện cá nhân vận chuyển số ma túy trên về thành phố Hồ Chí Minh, giao cho đầu dưới. Thơm sẽ thông báo cho Điệp số điện thoại người nhận, địa điểm và mật khẩu giao nhận ma túy. Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, ngày 14 tháng 5 năm 2022, C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều mũi bắt quả tang Trương Ngọc Điệp, Đoàn Kỳ Tâm và Trần Thị Kiều Trinh, 31 tuổi ở Tây Ninh khi đang giao nhận ma túy. Thu giữ 2 bao tải, bên trong chứa 31 gói ma túy tổng hợp, trọng lượng 31 kg. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Kỳ Tâm ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 15 gói ma túy tổng hợp, trọng lượng 15 kg. Tổng số thu giữ 46 kg ma túy tổng hợp. Từ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, C04 ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dư Thanh Thủy. Khám xét chỗ ở của Thủy và Điệp ở Tây Ninh, thu giữ 2 tỷ đồng, giấy tờ sổ sách liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy, cùng nhiều tài sản có giá trị. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 4 năm 2022 đến khi bị bắt, đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến với tổng khối lượng 207 kg ma túy vào Việt Nam. Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 27 tháng 5 tại Bình Dương, C04 thi hành lệnh bắt đối với Trần Mạnh Phi, 32 tuổi, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Phi là một mắt xích trong đường dây, có vai trò vận chuyển ma túy theo sự chỉ đạo của các ông chủ. Ngày 14 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, C04 thi hành lệnh bắt Nguyễn Hoài Phong, 36 tuổi ở Tiền Giang, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phong là đối tượng cộm cán, từng có 2 tiền án 17 năm tù về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật mới ra tù. Thấy động, Phong thay đổi số điện thoại, giả danh nhà sư, đi tu ẩn náu trong các nhà chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Còn ông trùm Nguyễn Văn Thơm, thấy động đã nhanh chóng thay đổi số điện thoại, chuyển sang nơi ở mới, thiết lập đường dây mới để tiếp tục vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Trinh sát đánh giá, động thái này của ông trùm đã chứng minh tội phạm ma túy không từ một thủ đoạn nào để hoạt động tội phạm. Do vậy, ban chuyên án quyết tâm bóc gỡ cả đường dây, bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu cầm đầu. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 24 tháng 6, C04 chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chức năng của nước bạn, truy bắt Nguyễn Văn Thơm khi đang lẩn trốn trong khu vực biên giới. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Quá trình điều tra, Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200 kg ma túy. Đồng thời khai Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và tiếp tục vận chuyển đi các nước tiêu thụ. Để che giấu thân phận đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Nhiều năm qua, Trần Văn Biết, 44 tuổi, trú tại huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, đã đóng giả làm nhà sư đi bán hương ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 2 năm 2020, Trần Văn Biết mua 2 chiếc xe máy bằng hình thức trả góp ở 2 công ty tài chính và bị giữ lại cà vẹt xe. Ngày 8 tháng 3 năm 2020, do có mối quan hệ từ trước, Biết nói với Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo, 44 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tìm nơi làm cà vẹt giả để mang xe đi thế chấp, vay tiền nhằm chiếm đoạt.
Thời điểm này, Thảo đang nợ tiền của nhiều người nên cũng nảy sinh ý định làm giả cà vẹt chiếc xe máy riêng của mình để mang đi thế chấp, vay tiền trả nợ. Thông qua mạng xã hội, Thảo liên hệ với một người đàn ông, không rõ nhân thân lai lịch, nhận làm cà vẹt giả với giá 2,5 triệu đồng một cái. Sau khi nhận được 3 cà vẹt giả, Biết và Thảo lần lượt đưa 3 chiếc xe và giấy tờ giả tới một công ty tài chính ở thành phố Buôn Ma Thuột làm thủ tục vay tiền trả góp. Tổng cộng, hai đối tượng đã dùng 3 cà vẹt giả vay của công ty này 92 triệu đồng. Ngoài ra, Thảo cũng làm giả một biển số và cà vẹt giả với tên chủ xe là Tạ Thị Ngọc Anh, 55 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, đối tượng Ngọc Anh mang chiếc xe và cà vẹt giả này đến một công ty cho vay trả góp để vay 17,5 triệu đồng. Sau khi những đối tượng này vay tiền nhưng không quay lại lấy tài sản, các công ty cho vay kiểm tra giấy tờ thì phát hiện số giấy tờ này là giả nên đã trình báo cơ quan công an. Sau quá trình vào cuộc điều tra, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã củng cố hồ sơ. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo và Tạ Thị Ngọc Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, sử dụng tài liệu giả của cơ quan và quyết định truy nã đối với Trần Văn Biết. Để che giấu thân phận đang bị truy nã của mình, Biết đã đóng giả là nhà sư đi bán hương ở nhiều tỉnh thành phố như Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Phú Yên, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện bắt giữ khi Biết đang ẩn náu tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, kết thúc chuỗi ngày trốn truy nã hơn 2 năm ròng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!